Thưa quý vị, để triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội thành phố, những năm qua tại Đà Nẵng đã có hàng vạn hộ dân thực hiện việc giải tỏa di dời và thành phố cũng nỗ lực để người dân có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên, thực tế triển khai theo các quy định vẫn có những bất cập nhất định và trong đợt góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này đã có nhiều ý kiến đề cập sâu vấn đề này. Gia đình chị Trần Thị Phương thuộc diện giải tỏa để triển khai dự án đường cao tốc La Sơn Tuy Loan. 4 năm trước, nhà chị chuyển về sống tại khu tái định cư thôn Giàng Bí, xã Hòa Bắc. Tưởng chừng sẽ an cư lạc nghiệp tại nơi ở mới, thế nhưng khi bắt tay chăn nuôi trồng trọt thì gặp nhiều khó khăn. Mình phải đổ đất thuê xe múc đất để mà đổ đất vô mới trồng được cái cây cối, không là không được đấy, vì đá không nè. Nằm trong vệt 50m giải tỏa hai bên đường Nguyễn Tất Thành, vợ chồng anh Nguyễn Đức đang cân nhắc việc giao mặt bằng để nhà thầu thi công. Theo anh Đức, hiện nhà anh đang ở mặt tiền, nghề cắt tóc của gia đình vì thế thuận lợi, nhưng sau này khi vào khu tái định cư mới thì chắc chắn thu nhập sẽ bị ảnh hưởng. Vợ chồng ở đây kinh doanh cũng phải là mấy năm rồi, mà trừ như lồn như rước mà đi đường Nam Bắc Nam thì ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình và con cái. Người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đây là nguyên tắc và cũng là chủ trương đúng đắn của chính phủ. Tuy nhiên, trong thực tế, cuộc sống của người dân khi thay đổi môi trường sống đều có ít nhiều khó khăn nhất định. Góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa và làm rõ hơn vấn đề này. Người dân họ rất quan tâm hai cái từ bằng và tốt hơn là như thế nào, cần phải cụ thể hóa ra. Còn mà luật mà dùng những từ mà khó định lượng, cảm tính thì rất là khó trong thực thi luật. Khi mà nhà nước thu hồi đất, bố trí cho dân cái khu đất đó ở thì rõ ràng nó tốt hơn rồi. Nhưng mà vấn đề đảm bảo thu nhập cho người dân để có ăn có để thì rất là khó. Thì điều khó này cần có cái cụ thể. Liên quan đến vấn đề này, ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia cho rằng, lâu nay khi bắt tay làm dự án, chúng ta thiếu sót phần đánh giá tác động xã hội của dự án. Vấn đề này cần phải được nhìn nhận thấu đáo để đảm bảo đời sống người dân chịu ảnh hưởng từ các dự án.